Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em giới thiệu mã Bartnell BM30 dòng đít trắng. Nếu như anh em nào đã theo dõi một cái livestream trước đó của bên em thì em đã giới thiệu cái sản phẩm này rồi. Nhưng đấy là trong livestream thì nó rất là dài. Hôm nay em sẽ làm một cái video ngắn gọn trong vòng tầm 5 phút để anh em mình xem về dòng Bartnell BM30 này. Neo BM30 sở hữu gân của nó là gân vải màng giấy sơn bóng. Dòng xương trẻ đít trắng đít đen thì không quan trọng điều đó anh em, đây là mẫu mới thôi. Nhện màu vàng, côn của nó là 75 từ 74. Chứ đít trắng và đít đen thì không, những lúc anh em có thổi phồng nó lên là cũng không đúng cái điều đó. Thì con này thì tiện thể ngày hôm nay thì em cũng test luôn một chút nhạc anh em mình nghe thử. Nhạc là gần đường mà giờ đang mưa, em cũng tiện thể em test thôi, còn nó thu tạp âm vào thì anh em thông cảm cho nhé. Em bật nhạc này, đợi em bật cái một chút nhạc mạng anh em mình nghe và đánh giá chất âm của nó. Dòng BM thì được cái là tiếng rất là sáng, kể cả anh em nghe tiếng tép lên mình lên nó như cái loa tầm giải ấy, rất là hay ở chỗ đó. Anh em phải ghép vào loa full rất là tuyệt vời. Đây là Bart 30 và em xin nhắc lại là dòng của BM đi trắng và giá bán của cửa hàng bên em là được bán ra là 2.450.000 đồng một đôi và được bao ship toàn quốc. Vậy anh em cô bác có nhu cầu dùng đến cái sản phẩm này thì gọi cho em theo số tại 0904 612323. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.